Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết được phát sóng trên kênh của chúng tôi. Bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay sang ngày mai 23 tháng 7 và cho 5 ngày sắp tới. Quý vị và các bạn thân mến, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, ngày 21 tháng 7 áp thấp nhiệt đới ở khoảng kinh tuyến 132 độ Kinh Đông. Khu vực vùng biển ngoài khơi của Philippines đã mạnh lên thành bão có tên là Doksuri. Đây là cơn bão thứ 5 trên Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đạo của bão Doksuri của các đài khí tượng lớn trên thế giới còn phân tán, tuy nhiên khả năng bão Doksuri đi vào Biển Đông là thấp. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản nhận định, bão Doksuri có thể di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó là Bắc Tây Bắc, hướng về Đài Loan Trung Quốc. Nhận định mới nhất của Windy cho thấy, cơn bão Doksuri này sẽ trở thành cơn bão rất mạnh, bão ít khả năng di chuyển vào Biển Đông mà hướng lên phía Bắc tiến về Đài Loan của Trung Quốc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm, từ nay đến nửa đầu tháng 8, giải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động và có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới hoặc là bão trên Biển Đông. Dự báo từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8, có khoảng từ 1 đến 2 cơn áp thấp nhiệt đới hoặc là bão sẽ hoạt động trên Biển Đông. Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, giải hội tụ nhiệt đới cũng là tác nhân gây ra gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh ở các vùng biển phía Nam. Do vậy, cần đề phòng gió mạnh sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản của ngư dân. Trong khi đó, trong 2 ngày cuối tuần và tuần tới, mưa dông chấm dứt hoàn toàn ở Bắc Bộ, nắng nóng tái xuất hiện với mức nhiệt tăng dần về nửa cuối tuần sau. Người dân Bắc Bộ trở lại với những ngày hè nắng nóng kèm theo cảm giác oi bức. Tuy nhiên, theo nhận định, đợt nắng nóng này sẽ không kéo dài như đợt trước, cường độ nắng nóng cũng giảm hơn. Tuy nhiên, trong điều kiện El Nino, bão và áp thấp nhiệt đới thường tập trung vào giữa mùa bão là tháng 7, tháng 8 và tháng 9, nguy cơ xuất hiện các cơn bão mạnh, dị thường có cường độ và quỹ đạo diễn biến phức tạp. Mọi diễn biến tiếp theo về các vùng áp thấp cũng như là các cơn bão chúng tôi sẽ liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là dự báo mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, mưa dông và cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Trung Bộ. Trong đêm hôm qua và ngày hôm nay 22 tháng 7, ở khu vực Trung và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 0 giờ đến 15 giờ ngày hôm nay 22 tháng 7 có nơi trên 60 mm như Đồng Tâm Quảng Bình 51 mm, Ba Nam Quảng Ngãi 54,4 mm, Phú Cát Bình Định 87,6 mm, Đắk Mô Nam Đắk Nông 103,6 mm. Dự báo diễn biến mưa lớn trong vòng 24 đến 48 giờ tới, từ chiều tối ngày hôm nay 22 tháng 7 đến ngày 24 tháng 7, với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 180 mm, mưa lớn tập trung về chiều và đêm. Chi tiết như sau, từ 16 giờ ngày hôm nay đến 19 giờ ngày 23 tháng 7, tại Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Từ 19 giờ ngày 23 tháng 7 đến 19 giờ ngày 24 tháng 7 tại Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Ngoài ra, từ chiều tối ngày 22 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 60 mm. Cảnh báo tình trạng mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong 3 đến 4 ngày tới. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng cục bộ tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tiếp đến của bản tin sẽ là tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển. Hiện nay ngày 22 tháng 7, ở trạm đảo Huyền Trân đã có gió Tây Nam giật cấp 9. Ở trạm Côn Đảo có gió giật mạnh cấp 8. Dự báo trong chiều và đêm 22 tháng 7, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Ngoài ra trong chiều và đêm 22 tháng 7, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vùng biển Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo trong ngày và đêm 23 tháng 7, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét biển động. Sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước cho đêm nay sang ngày mai 23 tháng 7 và cho 5 ngày sắp tới. Phía Tây Bắc Bộ,
Trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ. Đối với khu vực Lào Cai và Yên Bái, từ đêm nay sang đến ngày 27, khu vực này vẫn còn tình trạng mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, có nơi mưa to, tuy nhiên thời gian mưa ngắn. Mưa thường tập trung về đêm và sáng sớm, ban ngày trời nhiều mây có lúc nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 32 đến 34 độ, về đêm từ 25 đến 30 độ, duy trì đến ngày 26. Riêng trong ngày 27, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 34 đến 36 độ, về đêm từ 25 đến 29 độ. Đối với khu vực Sơn La, mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa sẽ còn duy trì ở khu vực này. Trong các ngày 24, 25 và ngày 27, mưa sẽ tập trung về đêm và sáng sớm. Những ngày còn lại, thời tiết chủ yếu là tạnh giáo và không mưa, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 28 đến 30 độ, về đêm từ 22 đến 25 độ, duy trì đến ngày 27. Chuyển đến thời tiết khu vực Lai Châu. Khu vực này vẫn còn tình trạng mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa, có nơi mưa to, tuy nhiên thời gian mưa ngắn, mưa sẽ tập trung chủ yếu về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 28 đến 29 độ, về đêm từ 20 đến 25 độ, duy trì từ đêm 22 đến ngày 27. Đối với khu vực Điện Biên, tình trạng mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa và mưa to, tuy nhiên thời gian mưa ngắn sẽ vẫn còn duy trì và lặp lại ở khu vực này trong các ngày 23, 24 và ngày 27. Mưa tập trung về sáng sớm, ban ngày trời nhiều mây có nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất ban ngày sẽ phổ biến từ 30 đến 31 độ, về đêm từ 22 đến 26 độ, duy trì đến ngày 27. Đối với khu vực Hòa Bình, thời tiết khu vực này chiếu là tạnh giáo, không mưa, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ban ngày sẽ phổ biến từ 33 đến 35 độ, về đêm từ 26 đến 31 độ, duy trì đến ngày 27. Chuyển đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ. Đối với khu vực Hà Nội và các vùng lân cận, khu vực này chủ yếu là trời tạnh giáo không mưa, ban ngày trời nắng có nơi nắng nóng. Về chiều tối vẫn còn tình trạng mưa rào nhỏ và dông, tuy nhiên thời gian mưa ngắn trong các ngày 24 và ngày 25. Nhiệt độ cao nhất ban ngày sẽ phổ biến từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, về đêm từ 26 đến 30 độ, duy trì đến ngày 27. Đối với các khu vực Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng và Bắc Cạn, tình trạng mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa sẽ còn duy trì và lặp lại ở khu vực này, tuy nhiên thời gian mưa ngắn. Mưa tập trung về sáng sớm và chiều tối của các ngày 24 và ngày 27. Các ngày còn lại trời tạnh giáo không mưa, ban ngày có nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến từ 31 đến 33 độ, về đêm từ 24 đến 29 độ, duy trì đến ngày 27. Đối với các khu vực Thái Bình, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, thời tiết chủ đạo của các khu vực này trong những ngày sắp tới chủ yếu là tạnh giáo và không mưa. Ban ngày trời có nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ban ngày sẽ phổ biến từ 33 đến 35 độ, có nơi 36 độ. Về đêm từ 27 đến 29 độ, duy trì đến ngày 27. Chuyển đến thời tiết khu vực Thái Nguyên. Những ngày sắp tới khu vực này chủ yếu là tạnh giáo không mưa, ban ngày trời nắng có nơi nắng nóng, về đêm trời nhiều mây. Nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến từ 33 đến 34 độ, về đêm từ 26 đến 29 độ, duy trì đến ngày 27. Với khu vực Lạng Sơn, khu vực Quảng Ninh, mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa vẫn còn duy trì và lặp lại ở khu vực này trong những ngày tới trong các ngày 24 và ngày 25, tuy nhiên thời gian mưa ngắn, mưa dông sẽ thường tập trung về đầu giờ chiều. Những ngày còn lại trời tạnh giáo không mưa, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 31 đến 33 độ, về đêm từ 25 đến 27 độ, duy trì đến ngày 27. Chuyển đến thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Với khu vực phía Bắc từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh, thời tiết khu vực này trong những ngày sắp tới chủ yếu là tạnh giáo và không mưa. Chỉ còn mưa nhỏ và dông, tuy nhiên thời gian mưa ngắn trong chiều ngày 24. Những ngày còn lại ban ngày trời có nắng, có nơi nắng nóng. Đặc biệt trong ngày 27, khu vực này sẽ có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ban ngày trong giai đoạn này từ 32 đến 34 độ, về đêm từ 26 đến 29 độ, duy trì đến ngày 26. Riêng trong ngày 27, nhiệt độ ban ngày từ 35 đến 37 độ, về đêm từ 27 đến 31 độ. Đối với khu vực phía Nam từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, tình trạng mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa mưa to, tuy nhiên thời gian mưa ngắn còn duy trì và lặp lại ở khu vực này trong những ngày tới. Từ ngày 27 thì nắng nóng quay trở lại với khu vực này, mưa thường xảy ra về đầu giờ chiều và chiều tối.
Đề phòng dông gió rất mạnh đi kèm trong cơn mưa, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 33 đến 35 độ, về đêm từ 25 đến 28 độ, duy trì đến ngày 26. Riêng trong ngày 27, nhiệt độ ban ngày từ 36 đến 38 độ, về đêm từ 28 đến 32 độ. Dự báo nắng nóng có thể duy trì trong vòng 3 ngày. Chuyển đến thời tiết khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, trời có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Đối với các khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi, mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa, có nơi mưa to, tuy nhiên thời gian mưa ngắn vẫn sẽ còn duy trì và lặp lại ở khu vực này trong những ngày tới. Mưa thường tập trung về chiều tối và đêm. Ban ngày trời nhiều mây, có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất ban ngày trong giai đoạn này từ 32 đến 34 độ, về đêm từ 26 đến 29 độ, duy trì đến ngày 27. Khu vực Bình Định, khu vực Phú Yên, tình trạng mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, sẽ còn lặp lại và duy trì trong những ngày tới. Mưa lớn sẽ thường tập trung về chiều tối và đêm. Đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này, ban ngày trời nhiều mây vẫn có nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 31 đến 33 độ, về đêm từ 25 đến 27 độ, duy trì đến ngày 27. Đối với khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, tình trạng mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to sẽ còn duy trì và lặp lại ở khu vực này trong những ngày tới. Mưa lớn sẽ thường tập trung về chiều tối, đêm và sáng sớm. Nhiệt độ cao nhất ban ngày sẽ phổ biến từ 29 đến 31 độ, về đêm từ 23 đến 25 độ, duy trì đến ngày 27. Cao điểm về mưa sẽ diễn ra trong ngày 23 và ngày 24. Chuyển đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió tây nam cấp 3, trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Gia Lai, khu vực Kon Tum, khu vực này sẽ thường xuyên xảy ra mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa diễn ra trong cả ngày, tuy nhiên cao điểm về mưa sẽ là chiều tối và đêm. Nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến từ 27 đến 28 độ, về đêm từ 21 đến 23 độ, duy trì đến ngày 27. Đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Chuyển đến thời tiết các khu vực Nam Tây Nguyên. Tình trạng mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to sẽ thường xuyên xảy ra và lặp lại ở khu vực này trong những ngày tới. Thời gian mưa cho cả ngày, tuy nhiên cao điểm về mưa sẽ là đầu giờ chiều và chiều tối. Cần đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 27 đến 29 độ, về đêm từ 22 đến 24 độ, duy trì đến ngày 27. Chuyển đến thời tiết khu vực Nam Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3, trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Đối với các khu vực Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước, mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, sẽ thường xuyên xảy ra và lặp lại ở khu vực này về đầu giờ chiều và chiều tối. Cần đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Nhiệt độ cao nhất ban ngày sẽ phổ biến từ 28 đến 30 độ, về đêm từ 24 đến 26 độ, duy trì từ đêm ngày 22 đến ngày 27. Đối với các khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Tiền Giang, tình trạng mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to sẽ còn duy trì và lặp lại ở khu vực này trong những ngày tới. Mưa lớn thường tập trung vào đầu giờ chiều và chiều tối, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Nhiệt độ cao nhất ban ngày sẽ phổ biến từ 29 đến 31 độ, về đêm từ 24 đến 26 độ, duy trì từ đêm 22 cho đến ngày 27. Đối với các khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu và Đồng Nai, tình trạng mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa, có nơi mưa to, còn duy trì và lặp lại ở khu vực này trong những ngày tới. Mưa rải rác trong ngày nhưng cao điểm về mưa sẽ là đầu giờ chiều và chiều tối, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 27 đến 28 độ, về đêm từ 26 đến 27 độ. Duy trì từ đêm 22 cho đến ngày 27, chuyển đến thời tiết các khu vực Bến Tre, Trà Vinh và Sóc Trăng. Mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa, có nơi mưa to sẽ còn duy trì và lặp lại ở các khu vực này trong nhiều ngày tới. Mưa lớn tập trung về chiều và chiều tối, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Ban ngày trời nhiều mây, có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến từ 28 đến 30 độ, về đêm từ 25 đến 26 độ, duy trì đến ngày 27. Đối với các khu vực Cần Thơ, An Giang và Đồng Tháp, tình trạng mưa rào và dông vẫn sẽ còn duy trì và lặp lại ở khu vực này trong những ngày tới, cục bộ có mưa vừa, có nơi mưa to.
Cần đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 28 đến 29 độ, về đêm từ 24 đến 26 độ, duy trì từ đêm 22 cho đến ngày 27. Đối với khu vực Cà Mau và Kiên Giang, mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa, có nơi mưa to sẽ còn duy trì và lặp lại ở khu vực này trong những ngày tới. Mưa thì thường rải rác trong ngày nhưng cao điểm về mưa sẽ là chiều và chiều tối. Đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 28 đến 30 độ, về đêm từ 26 đến 27 độ, duy trì cho đến ngày 27. Phần cuối cùng của bản tin sẽ là dự báo thời tiết biển đêm nay sang ngày mai 23 tháng 7. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m. Vùng biển từ Bình Thuận đến Ninh Thuận có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 1m đến 2m. Vùng biển Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió Đông Nam cấp 3, cấp 4, phía Nam gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 1 đến 2 m. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m. Vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 1 đến 2 m. Vùng biển Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn ở quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.